chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 4 tây tháng 10 năm 2019. Mình cũng muốn dẫn các bạn tới một nơi và mình nghĩ chắc các bạn không đoán ra được chỗ này là chỗ nào đâu. Đây là cái bệnh viện và mình cho các bạn thấy một người bệnh nhân nếu mà không có tiền và nếu mà già yếu Họ không có đi làm thì được à, bệnh viện và chính phủ đối xử như thế nào. Và đây á, là một ca mổ về tim. Phải nói rằng á, cái ca mổ này á, phải tốn tiền khoảng trên 100.000 đô nha các bạn. Và người bệnh nhân này á, sau khi á, họ mổ tim thì họ phải nằm trong một cái phòng đặc biệt gọi là ICU. Thì à, khi bệnh nhân dời mình đi ra phòng ngoài... Thì hiện giờ mình đang đi tới chỗ của bệnh nhân Và mình sẽ cho các bạn thấy khi họ dời bệnh nhân từ phòng ICU sang phòng thường như thế nào Và họ đối xử với những người giống như là income thấp nè không có tiền nè, người già yếu thì họ đối xử như thế nào nha các bạn? Thì các bạn có thể thấy nè, họ đang di chuyển người bệnh sang sau khi người bệnh nằm ở trong phòng ICU được vài ngày thì họ sẽ rời ra phòng ngoài. Và phòng ngoài như thế nào thì mình sẽ tiếp tục mình quan sát nha các bạn. Phải nói rằng người làm ở đây họ rất là chu đáo. Khi mà họ đẩy cái giường mình qua những cái chỗ gồ ghề hay là có cái miếng cái nẹp ở dưới đất đó các bạn thì họ sẽ nói cho mình biết để mình đừng có sợ và mình sẽ giống như là mình bị đau á các bạn thì họ sẽ cẩn thận khi mà họ đi qua những chỗ đó And Very good. hiện giờ mình đang ở trong phòng của người bệnh nhân các bạn có thể thấy nè căn phòng này cũng giống như là căn phòng mình á, mướn ở ngoài khách sạn có rất đầy đủ tiện nghi nào tivi nè nhà tắm riêng nè rồi chỗ rửa mặt đánh răng nè nhà tắm nè nói chung rất là tiện nghi cho người bệnh nhân và các bạn biết không có những bệnh viện thí dụ mà những bệnh viện lớn mà quá đông thì có thể họ để hai bệnh nhân trong một căn phòng mình nghĩ cái trường hợp đó là trường hợp nhẹ thôi Nhưng mà những cái trường hợp nặng á, thì tất cả bệnh nhân đều được ở một cái phòng riêng biệt nha các bạn Tại vì họ cần cái không gian yên tĩnh để phục hồi sức khỏe Thì trong cái nhà tắm này các bạn có thể thấy nè Họ làm rất là sạch sẽ và rất là tiện nghi Mình phải nói ca mổ này có giá trị trên hơn 100.000 đô la mà người bệnh nhân không trả một đồng nha các bạn Không trả một đồng Bởi vậy mình thấy Những nước văn minh Họ rất là tôn trọng giá trị của con người Bởi vậy tại sao Những cái nước này Có bao nhiêu người Mong muốn để về đây sống Không những là Nơi này có nhiều cơ hội Để kiếm tiền Mà những chỗ này giá trị của con người họ được rất là tôn trọng. Bây giờ thì mình sẽ quay sơ cho các bạn coi cái nhà tắm như thế nào. Rất là sạch sẽ nha các bạn. Rất là sạch sẽ. Và ở bên đây nè các bạn có thể thấy nè cái cầu tiêu á, họ làm cái đồ gặt nước ở trên cao. Tại vì người bệnh á, họ không có thể nào họ khâm xuống để họ gặt nước thì trong cái tư thế đứng họ gặt cái nước xuống rất là dễ dàng và kế bên các bạn có thể thấy là những cái nút bấm giống như là trường hợp mình bị emergency mình bị té hay mình bị khó chịu hay là mình muốn cần giúp đỡ các bạn thì mình ấn những cái nút này bạn có thể thấy là cái nhà tắm ở đây thì cái nhà tắm này các bạn thấy cái miếng gỗ sát tường cái đó là cái chỗ ghế ngồi cho bệnh nhân khi mà mình tắm thì mình kéo cái cái ghế ngồi xuống để mình ngồi mình tắm cho nó thoải mái mình không có khó chịu và xung quanh nhà tắm các bạn thấy họ có làm những cái thanh sắt để cho bệnh nhân khi yếu đứng dậy không nổi thì họ sẽ níu những cái thanh sắt này đứng dậy và dịnh những cái thanh sắt này các bạn nhìn nhà tắm rất là sạch và ở đây cũng có cái nút khi mà mình cần giúp đỡ các bạn thì mình ấn vô cái nút này thì y tá họ ngoài kia họ nghe họ sẽ vô giúp đỡ mình bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ở đây các bạn có thể thấy tivi nè mình có thể coi tivi còn bây giờ mình tới mình coi bữa ăn của người bệnh nhân như thế nào ở đây ăn mình cũng không có tốn tiền nha các bạn tất cả đều phi hết đồ ăn rất là ngon tơ kỳ nè rồi có cà rốt khoai tây gì đó rồi bông cải rồi có ra xà lách có trái cây mà người mới mổ xong á các bạn thấy không ở đây mỹ họ ăn họ không kiêng cái gì các bạn không kiêng cái gì hết cái gì họ cũng cho ăn hết và cái bơ nó là cái máy đo huyết áp cái máy này là máy đo huyết áp nè và mình sẽ quay cho các bạn coi cái giường của bệnh nhân nó có rất nhiều cái chức năng ở trong đây các bạn biết không ở bệnh viện nếu mà mình mổ mà khi mình cần cái giường giống như vậy mình có thể mướn đem về nhà nha các bạn có những nơi họ cho mình mướn đem về nhà để trường hợp mình chưa có khỏe thì mình nằm trên những cái giường này nó có thể những cái nút đó các bạn ấn cho mình ha, ngồi dậy rồi hay cái chân mình được nâng lên cho được thoải mái thì nó nó giúp đỡ các bạn. Nhiều khi mình ngồi dậy không được á thì cái giường nó nâng lên. Mình công nhận cái giường này rất là tiện lợi. các bạn có thể thấy nè đây nó cho mình biết cái độ nghiêng cái giường của mình á hiện giờ là nghiêng bao nhiêu độ mình giờ mình nghiêng cái giường khoảng chừng 30 độ Ở đây là cái hộp đựng kim Và những cái gì Của mấy người y tá Người ta bỏ trong đó Còn cái này là cái Nước sát trùng rửa tay nha các bạn Các bạn có thể thấy Những cái găng tay đây nè Họ rất là kỹ lượng Họ để từng size rõ ràng Size nhỏ Size ha, dừa dừa Và size lớn Mình có thể giống như mình dùng cái găng tay này mình đeo vô để mình giúp đỡ bệnh nhân các bạn hay là y tá họ vô phòng mình họ cũng xài được luôn các bạn có thể thấy nè căn phòng rất là tiện lợi và rất là yên tĩnh nha các bạn và mỗi phòng á, có cái đồ chỉnh nhiệt độ riêng mình muốn thí dụ mình muốn ấm á thì mình chỉnh lên cao còn nếu mà mình muốn á, mát lạnh á thì mình hạ xuống. Nhưng mà thường thường á bệnh nhân mà nằm vô những cái phòng này á họ lúc nào họ cũng nâng cao á tại vì người mà mình mới mổ á, rất là yếu nên á họ không thể nào chịu lạnh được. Nên lúc nào họ cũng nâng cao nhưng mà bệnh viện nha các bạn mình mà để cho họ chỉnh lúc nào họ cũng chỉnh thấp hết trơn á tại phải để cho cái phòng nó mát á. hôm nay mình có dịp dẫn cho các bạn thấy khi một người bệnh nhân ở mỹ này mà không có tiền hay là nghèo hay già yếu hay bệnh tật thì được chính phủ và bệnh viện đối xử như thế nào thì hôm nay các bạn đã có thể thấy được rồi nha Nhật Thanh cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video ngày hôm nay. Nhật Thanh chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ đầu tuần và hẹn cả nhà kỳ sau nha. Bye bye!